có thể là thông qua cái video hoặc là cái trên kênh YouTube của Khuấy Bắp thì đã tìm hiểu rất chi là nhiều các bạn. Đây là khu di tích văn hóa Giếng Tiên đã xếp hạng cấm vi phạm để đập phá đây các bạn. Đây chính là cái Giếng Tiên đấy các bạn nhé. Đó, nhưng bây giờ thì cũng đã hết nước rồi. Bình thường ra là nước sẽ trào đây rất chi là nhiều, không biết là từ đâu cho từ trên khe núi đá và nó tạo lên thành cái Giếng Tiên này các bạn. Trên này cũng có một cái miếu nhỏ để thờ cái thần linh và Giếng Tiên ở đấy. Và đây là cái Giếng Tiên. Bây giờ thì chỉ còn một tí xíu nước thôi, không có nhiều nước các bạn. Đó. Cũng không sâu lắm đâu, tầm 20-30 phân thôi. Nhưng nghe nói thì bảo về mùa mưa thì nước ở đây nó sẽ tuôn trào và nó đùn lên khá là nhiều các bạn, đùn lên mạnh và nó chảy xuống đây. Đây chính là cái khu di tích Giếng Tiên, và như vậy mình cũng đã đọc và kể lại nghe cho quý vị các bạn nghe cái câu chuyện về Giếng Tiên. Thì ở chung quanh thì cũng là người dân các bạn. Đây là cái lễ hội của thành phố Lạng Sơn để tổ chức thì lễ hội chùa Tiên vào tháng Giêng. Wow, trời hôm nay cũng khá là nắng, mà hôm nay thì nếu các bạn đi vào nghe trời mưa thì khả năng ở đây nào nó sẽ nhiều nước hơn. Về cái thời điểm bây giờ thì không có nhiều nước. Trên này thì là vườn cây vải các bạn. Ai vào Lạng Sơn không có vải, Lạng Sơn cũng khá là nhiều vải các bạn. Di tích Giếng Tiên. Giếng Tiên nằm ở sườn núi đèo Giang Văn Vỉ, cách cửa sau động chùa Tiên khoảng 200 m. Tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, chùa Tiên được xếp hạng di tích quốc gia năm 1992. Chùa Tiên trước kia ở cạnh Giếng Tiên do dân làng lập vào khoảng năm 1496, thời vua Lê Thánh Tông liên hiệu Hồng Đức năm 1470, năm 1497. Sau đó chùa bị hư hại và chuyển vào động núi đại tượng chùa Tiên. Giếng Tiên gắn liền truyền thuyết tiên ông giúp dân làng nguồn nước để sinh hoạt. Chuyện kể rằng có một năm trời làm đại hạn, cả vùng đất thị xã Lạng Sơn bị thiếu nước, lắng hạn làm khô héo cây cối ruộng vườn đến nỗi nước sông Kỳ Cùng cũng cạn ráo. Một bầy trẻ chăn trâu ngồi dưới bóng một gốc cây đa ven đồi, thấy một cụ già đằng xa đi lại trông dáng vẻ rất hiển lão. Cụ tiến lại gần tới, tay chìa bát gỗ ra xin ăn. Lũ trẻ vui lòng nhường cho cụ phần cơm và thành thực nói với cụ rằng dù có cơm đỡ lòng nhưng cụ ăn xong các cháu cũng không biết lấy gì mời cụ nước. Cụ già cảm động vì tính tình ngoãn của các em nên nhận bát cơm, rồi cụ lấy gót chân dẫm xuống một tảng đá, lập tức một dòng nước ngọt phun lên, không những đổ nước cho các cháu uống tràn trề tắm thỏa thích mà còn cho tất cả dân chúng xóm xóm phai luông tha hồ lấy nước nữa. Cụ già đã biết đi đâu không ai rõ, nhưng dòng sông cứ chảy mãi không thôi. Dân chúng tin đó là một ông tiên hiện ra giúp người, đã gọi đó là Giếng Tiên.
trong động chùa Tiên hai khối đá dị thường giống hình người, ai cũng nghĩ đó là ông Tiên hóa thạch. Còn có truyền thuyết khác về chùa Song Tiên, xưa ở trong động núi Đại Tượng có hai ông tiên ngồi đánh cờ mãi chơi đến sáng không về. Vào ngày 18 tháng Giêng hàng năm ở chùa Tiên diễn ra lễ hội tạ ơn các vị tiên đã giúp dân trong những ngày gian khó và quyết thần Phật cầu tài, cầu lộc, cầu cho mọi năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Lễ hội gồm nghi thức khai hội và phần lễ tế cúng, nhiều trò chơi dân gian đặc biệt mang đậm dấu ấn của văn hóa truyền thống xứ Lạng. Nói đến Lạng Sơn thì cũng có khá là nhiều cái khu di tích du lịch tâm linh và văn hóa, có những cái điều rất chi là đặc biệt. Và các bạn đến thành phố Lạng Sơn thì có thể là thông qua cái video hoặc là trên kênh YouTube của Khuấy Bắp thì đã tìm hiểu rất chi là nhiều các bạn. Đây là khu di tích văn hóa giếng Tiên đã xếp hạng cấm vi phạm để đập phá đây các bạn. Đây chính là cái giếng Tiên đấy các bạn nhé. Đó. Nhưng bây giờ thì cũng đã hết nước rồi. Bình thường ra là nước sẽ trào đây rất chi là nhiều. Không biết là từ đâu sẽ cho từ trên cái khe núi đá và nó tạo lên thành cái giếng Tiên này các bạn. Trên này cũng có một cái miếu nhỏ để thờ cái thần linh và giếng Tiên ở đấy. Và đây là cái giếng Tiên. Bây giờ thì chỉ còn một tí xíu nước thôi, không có nhiều nước các bạn. Đó. Cũng không sâu lắm đâu, tầm 20-30 phân thôi. Nhưng nghe nói thì vào về mùa mưa thì nước ở đây nó sẽ tuôn trào và nó đùn lên khá là nhiều các bạn. Đùn lên mạnh và nó chảy xuống đây. Đây chính là cái khu di tích giếng Tiên, và lúc nãy mình cũng đã đọc và kể lại nghe cho quý vị các bạn nghe cái câu chuyện về giếng Tiên. Thì ở xung quanh thì cũng là người dân các bạn. Đây là cái lễ hội ở thành phố Lạng Sơn để tổ chức thì lễ hội chùa Tiên vào tháng Giêng. Trời hôm nay cũng khá là nắng, mà hôm nay thì nếu các bạn đi vào nghe trời mưa thì khả năng ở đây nào nó sẽ nhiều nước hơn. Về cái thời điểm bây giờ thì không có nhiều nước. Trên này thì là vườn cây vải các bạn. Ai vào Lạng Sơn không có vải, Lạng Sơn cũng khá là nhiều vải các bạn. Và video này mình cũng xin được khép lại các bạn. Cũng không có gì để đi rộng hơn và chỉ có vậy thôi. Và xung quanh là người dân các bạn. Giữa có một cái búi tre, nó giữ cái bóng mát khá là đẹp.